Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 141, từ chối. Lầm gì mời nghị tới đây chu lão phu nhân đã liếc mắt nhìn về phía phu nhân Trần Quốc Công, nguyên quảng cưỡi ngựa, bất bị ngã chật eo. Phu nhân Trần Quốc Công lập tức tái mặt, vẽ nhàn nhã, chờ hóng chuyện biển mất hoàn toàn sao cơ? Tại sao lại như vậy? Lâm huyền vội vàng chạy tới đỡ phu nhân Trần Quốc Công. Chu lão phu nhân vội nói, hạ nhân về báo là không nặng lắm, ta đã cho người đi mời lang trung rồi. Không bao lâu lại có người vào báo rằng Chu Nguyên Quảng quay về rồi. Chu lão phu nhân và phu nhân Trần Quốc Công vội vàng dẫn Lâm huyền đi xem. Lâm Di ở lại nội viên tiếp các nữ quyến khác. Bạch Thược sai một tiểu nha hoàn lạnh lợi đi tìm hiểu tình hình, chỉ lát sau thật hư đã tới tại lâm di, là do thi tài với quận vương gia mà ngã à. Vậy đúng là do bất cần. Nữ quyến hay tin đều thở dài, đang yên lành sao hai huynh đệ bọn chúng lại đòi tôi thí chứ. Lâm di mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tự ôm chén trà của mình uống, là một cô dâu mới, nàng không cần tìm hiểu huyền cơ trong chuyện này. Châu Nguyên Quảng bị ngựa quăng ngã, nhóm phu nhân Trần Quốc Công không còn tâm trạng ở lại dự tiệc nữa chu đại thái thái vội vàng chéo người gác cổng chuẩn bị xe ngựa đưa họ về. Vào tới nhà, phu nhân Trần Quốc công cuốn quýt thu xếp cho con trai đã đau tới mức mồ hôi lạnh đầy đầu, vành mắt đỏ bừng. Chờ Trần Quốc công trở về, bà ta liền ấm ức kể lể, đúng là ức hiếp người ta mà. Lúc lão gia lập công thằng đó còn không biết đang gặm cơm nguội ở xó nào, tôn thất ai không phải phượng tử long tôn chứ, giá mông cuồng như vậy, muốn bị khai trừ khỏi tôn thất à. Trần Quốc Công cũng đau lòng cho con trai, nhưng vẫn trợn mắt nhìn lão thê, đều tại con trai bà không bằng ai, người ta mới xuất trinh trở về, lại vừa thành thân, vậy mà cũng không thẳng nổi. Phu nhân Trần Quốc Công đỏ ửng vành mắt, gào lên the thế, Quốc Công ra cho rằng thằng thua trong này chỉ dựa vào bản lĩnh à? Là do con ta không gian trá bằng kẻ khác thôi. Lần này tám phần là nhờ mặt mũi ông, con trai ta mới giữ được mạng, về sau còn không biết bị ngáng chân ở đầu nữa tôn thất được hoàng thượng tín nhiệm được bao nhiêu nhà hà ông còn ở đó mà ngại tại mặt của kẻ khác ông già rồi sắp phải tặng binh quyền lại cho kẻ khác rồi đó lại nói đó là cháu trai ông mà tước vị còn cao hơn ông nhiều ông còn ở đó đòi dắt tay dậy dỗ rốt cuộc lại dậy ra một con sói quay đầu ăn sạch cả nhà chúng ta trần quốc công nhíu mày phu nhân trần quốc công thấy vậy cũng biết nên ngừng ở đây, nên rót chén trà cho phu quân. trước đây ta vừa sinh hạo nguyên quảng thì ông phải tới biên cương, vất vả bao nhiêu năm mới được địa vị bây giờ. khang quận vương ngồi không cũng lượm được quân công lớn như vậy, có thể thấy chúng ta tính toán không bằng người ta. quảng nhi trời sinh tính đôn hậu, tương lai nhất định sẽ thua thiệt dưới tay thắng đó. giống như trận săn mùa thu lần trước, vốn đã trải sẵn đường cho nguyên quảng, cuối cùng lại thành ra giúp nguyên triệt phục tước. Trần Quốc Công uống một hộp trà rồi dằn mạnh chén xuống bàn, làm gì có chuyện tuổi còn trẻ đã nắm trọng binh, ân sùng của Hoàng thượng không dễ hưởng như vậy. Phu nhân Trần Quốc Công nhớ mày, ý của Quốc Công ra là. Trần Quốc Công nói, muốn nắm giữ chức vị quan trọng, đương nhiên sẽ tránh không khỏi việc phải đi biên quan phơi gió vài ba năm. Trong kinh không có người hỗ trợ, ra biên cương rồi không thể muốn về là về. Khang quận vương lại chọn một tên quan văn làm thông gia, có ở trước mặt thánh giá nói gãy lưỡi cũng chẳng ích lợi gì. Mím môi cười, vừa thành thân đã phải đi biên cương chấn giữ, cả cái phủ khang quận vương to như vậy sẽ do một nha đầu 15 tuổi chống đỡ. Chu lão phu nhân không mượn cơ hội này chỉnh tân nương tử mới là. Trò hay vẫn còn ở đằng sau. Chu lão phu nhân vốn muốn ở lại nhà cũ, nhưng trước sự văn nài khuyên bảo của nữ quyến Chu gia, bà ta mới quyết định chọn ngày tốt đưa chu lão thái gia về phủ khang quận vương theo cháu trai hưởng phúc trưởng bối chu gia đều khen vợ chồng bà ta không phí công nuôi dưỡng đưa cháu trai này phủ khang quận vương tọa lạc ở phía bắc kinh thành lân cận đều là dinh thự của quan to hiền quý phía bắc giáp chân núi mênh mông ruộng nước chu lão phu nhân không muốn đi nhưng chu lão thái gia bệnh nặng quấn thân như vậy qua đó thay đổi không khí không chừng bệnh tình sẽ có tiến triển tốt từng câu từng chữ đều chứng tỏ bà ta không hề nghĩ cho mình. Nhắc tới chuyện thúc thẩm dọn sang phủ khang quận vương, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lâm Di. Lâm Di đành phải đứng ra làm người tốt, trong khi nàng không thích nhất là nói lời trái với lòng, thẩm dưỡng dục quận vương ra nhiều năm như vậy, cũng tới lúc để chúng cháu trả hiểu. Chu Đại Thái Thái đắc ý nhếch môi, biết ngay là không thể tránh được chữ hiểu, này mà thị có thể đường hoàng dọn sang phủ Khang quận vương rồi. Chu lão phu nhân cũng vui mừng, trong mắt đều là vẻ hài lòng với cháu dâu. Chu đại thái thái vừa cười vừa lau khóe mắt, nhà chúng ta thật sự không dễ gì mới đi được tới bước này. Nàng đang đợi câu này đây, Lâm Di bình thản nhìn Chu đại thái thái trước ánh mắt chăm chú của mọi người, sau này đại tàu và nhị tàu phải thường xuyên qua chơi đấy, trong Tam Tiến viện có vài viện nhỏ bỏ trống ta sẽ cho người thu dọn sạch sẽ để mọi người có chỗ nghi khi sang thăm. Ngọc kép, nụ cười trên mặt Chu đại thái thái đông cứng. Lâm Di tưởng mình nói gì sai, cũng túng nhìn sang Chu lão phu nhân. Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ quặc, Chu đại thái thái siết chặt khăn tay. Lâm Di quay lại cười gượng với Chu đại thái thái, "Ta mời." "Thật lòng đấy, phủ quận vương lớn như vậy, lại có túc thầm ở đây, đã là người một nhà thì nên thường lui tới với nhau. Lâm Di Cục mắt nhìn xuống, ta cũng rất thích Toàn Ca. Toàn Ca là trường tử của Chu Đại Thái Thái. Mời thúc thẩm đến phủ khang quận vương hưởng phúc và đề cả nhà Chu Đại lão gia và Chu Nhị lão gia thuận lý thành chương truyền vào là hai chuyện khác nhau. Nhà cũ do Chu Đại Thái Thái quản lý thì sao? Phủ khang quận vương đương nhiên phải do quận vương phi là nàng làm chủ nàng việc gì phải rước người ngoài về nhà rồi tự thêm khổ cho mình chứ? Nhìn nụ cười rụt rè của Lâm Di, chu lão phu nhân gượng nở nụ cười hiền, bà ta quả không nhìn lầm Trần Thị. Ở đây nhiều tổn thất như vậy mà Trần Thị không thèm bận tâm, đường hoàng diễn vai của mình. Thể này liền biến thành mời mọc nhiệt tình chứ không phải là từ chối khéo, bà ta muốn lên tiếng đâm trọt cũng không tìm ra có. Chỉ một câu đã chặn miệng được chu đại thái thái lầm gì vẫn giữ vẻ kính cẩn ôn hòa bất luận bị nhìn với ánh mắt gì nụ cười trên mặt nàng vẫn vô cùng thản nhiên tiếng xấu luôn đi đầu chu đại thái thái hẳn biết cho dù khăng khăng truyền vào phủ khang quận vương thì cũng không thể xen vào việc trong phủ nữa mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của nàng cuối cùng vẫn là chu lão phu nhân lên tiếng giải vây người một nhà đương nhiên không nói hai lời thấy mấy đứa như thể ta là người vui hơn ai hết bị chu thập cửu tính kế phải gả vào chu gia nàng đương nhiên phải làm tốt vai trò khang quận vương phi này bằng không thì đến cửa nhà mình nàng cũng không nắm giữ được lâm di bình thản mỉm cười xe ngựa trở lại phủ khang quận vương bạch thược xuống xe trước xốc rèm gấm lên lâm di vừa ra tới cửa xe thì chu thập cửu đã đứng ở một bên đưa tay ôm nàng xuống xe bàn tay nhỏ nhắn của nàng nằm trong tay chàng ấm áp vô cùng bị nhiều tổn thất vây công như vậy mà nàng vẫn không chốt bối rối hệt như lúc ở trịnh gia ngoài mặt kính cẩn với chàng nhưng thực tế thì không chịu thua nửa bước lâm di ngước lên nhìn chu thập cửu trong đôi mắt bình thản của chu thập cửu in rõ nụ cười nhạt làm chu nguyên quảng mất mặt ở trước mắt bao người vị này lại đang tính toán chuyện gì đây sau một hôm nhận thân thích ai cũng có thu hoạch riêng có khác chăng là nàng tiêu hao trí não còn chu thập cửu là khiến gân cốt cực khổ bạch thược dẫn nha hoàn vào hầu hạ chu thập cửu và lâm di rửa mặt bận bịu cả ngày mới được nằm lên giường êm cảm giác vô cùng dễ chịu nghe thấy tiếng chân chu thập cửu lâm di nhanh nhảu dịch vào trong tóc đen như mực vài sợi tòa xòa bên viền mặt cương nghị khiến vẻ uy nghi dịu đi phần nào chu thập cửu nằm xuống trong màn ngoại trừ hương hoa nhàn nhạt, nhạt trên người lâm di còn thêm mùi hương hòa lẫn giữa mùi bạc hà và hương cỏ cây thanh mát lâm di không quen có người ngủ gần mình như vậy giống như giơ tay duỗi chân cái là sẽ chạm phải đối phương tối qua cực kỳ mệt mỏi còn đỡ đêm nay không biết bao giờ mới ngủ được đây cũng may cái danh phượng tử long tôn này của chu thập cửu không phải chỉ trưng chơi tư thế ngủ của anh ta rất ngay ngắn ngay cả hít thở cũng rất nhẹ gần như không có tiếng động lâm di cổ thôi miên rằng mình đang nằm trên giường trong khuê phòng ngày trước cẩn thận lật mình không ngủ được lại lật mình vẫn không ngủ được thấy lạnh nên kéo chân tới tận cổ nhưng chốc lát sau lại thấy nóng lâm di chở mình thêm hai lần thì nghe thấy tiếng cười khẽ không ngủ được sao có cần ta cho người cầm đèn vào không đừng lâm di lập tức từ chối thấy ánh sáng càng thêm khó ngủ Lạ Dương à, ngày mai lại mặt ta sẽ thử hỏi xem có chuyển giường của em về đây được không? Đang nghe Chu Thập Cửu nói chuyện, Lâm Di bỗng thấy lưng bị kéo nhẹ rồi rơi vào một vòng ôm ấm áp. Nàng vừa định dẫy ra thì lại nghe đối phương nói, hai người đắp một chắn không đủ ấm. Thật ư, ôm như vậy đương nhiên sẽ ấm hơn, nhưng càng khiến nàng không quen hơn, vậy cho người lấy thêm một cái chăn nữa vào đây. Chu Thập Cửu cười chỉ vào tấm chăn, chặn bách tử phải hai người cùng đắp mới may mắn bách tử là chăm con chăn bách tử là chắn cẩu con cháu đầy đàn cho nên hai phương pháp nàng vạch ra trong đầu đều không dùng được không thể thêm chăn cũng không thể chuyển sang giường đơn ngủ lâm di từ bỏ ý định song sau đó lại thấy chẳng khó chịu như mình đã tưởng nàng nhẹ thở ra từ từ thả lòng chậm rãi ngủ thiếp đi trong lòng chu thập cừu không khí sáng sớm luôn khiến người ta thấy nhẹ nhàng khoan khoái lâm di mở mắt ra khi trời chưa sáng hơn ngạc nhiên khi phát hiện chu thập cừu vẫn còn ở bên cạnh hôm qua tờ mờ sáng anh ta đã ra ngoài cưỡi ngựa rồi mà lâm di muốn rời giường Hôm lại bị một đôi tay túm trở về lạnh bây giờ trời đã hết lạnh rồi mà chẳng lẽ sinh bệnh sao lâm di đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán chu thập cừu tay nàng bị kéo xuống ánh sáng buổi sớm chiêu rõ nụ cười trên mặt chu thập cửu, vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát nữa đi. Một khi đã thức là nàng không có thói quen ngủ nướng, quận vương ra ngủ đi, ta đi chuẩn bị đồ vật mang về lại mặt. Em không mệt sao? Cảm thấy lực tay hơi hồng nói công, lâm di đứng tên định lấy châm cài bên gối cổ định tóc tại, không mệt. Dứt cười nàng thấy tóc mình bị tung ra, thân thể cũng thuận thể ngã lại xuống giường. Nguyễn Nguyên, có thể không? giọng nói êm tai tựa tiếng đàn. Có thể không? Chữ không, cuối cùng kéo dài như tiếng thở dài thật khẽ. Chương 142, lại mặt. Đột nhiên bị Chu Thập Cửu gọi là Nguyễn Nguyên, Lâm Di không thích ứng được. Do phải đối phó với Lâm Chính Thanh, như danh Nguyễn Nguyên của nàng đã được đổi thành Nguyễn Nguyên. Vợ chồng gọi nhau bằng nhũ danh là chuyện thường thấy nhưng Chu Thập Cửu gọi thuận miệng như vậy, Lâm Di lại thấy ngượng khó tả, thật ra vẫn nên gọi nàng là Lâm Di thì hơn. Chưa nói hết câu Lâm Di đã cảm nhận được một bàn tay luồn vào dưới áo mình. Bấy giờ nàng mới hiểu được, ba chữ có thể không, của Chu Thập Cửu không phải hỏi có thể gọi nàng Nguyễn Nguyên hay không mà là Hôm nay phải lại mặt đấy, Lâm Di cuống quýt ngăn bàn tay kia lại. Chu Thập Cửu mỉm cười, "Ừ, nửa canh giờ nữa bà tử sẽ tới gọi." "Đúng rồi, để Hạ Nhập nghe được động tĩnh." về sau chủ mẫu là nàng quản gia kiểu gì đây? Chưa kể trời đã sáng bảnh rồi, lúc xuất giá ma ma giáo dưỡng còn dặn đi dặn lại rằng phải khuyên cô ra giữ chừng mực. Ngoài miệng nói vậy nhưng chu thập cửu lại khéo léo cởi bỏ dây lưng của nàng. Sao lại có kẻ vô lại như vậy chứ? Rõ ràng đã nói rõ rồi mà. Lâm Di lập tức muốn dãy ra. Bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Di bị chu thập cửu hướng dẫn cuối cùng dừng ở bụng dưới chàng, nóng rực, cứng rắn. Nơi bị tay Lâm Di chạm vào còn giật giật. Lâm Di cảm thấy máu toàn thân đều dồn hết lên mặt, muốn rút tay về lại bị Chu Thập Cửu giữ chặt. Chu Thập Cửu cười thản nhiên, ta thế này phải làm sao bây giờ? Chỉ nửa canh giờ nữa là bà tử sẽ tới gọi rồi, ta như vậy phải làm sao à? Vấn đề này, dù nàng có thông minh đến mấy cũng không nghĩ ra đáp án. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Di, ánh mắt Chu Thập Cửu chợt, tôi đi chàng tật người đặt lâm di xuống giữa giường. Xe ngựa phù khang quận vương xuất phát đúng giờ, rồng rắn thẳng hướng đến nhánh cả trần gia. Thân thích trần gia đều ở cửa ra vào chờ đón. Chu thập cửu đỡ lâm di xuống xe, sau khi vào nhà hai người dập đầu hành lễ với trưởng bối. Lão thay thai nhánh cả nhận lễ xong, đến phiên tiểu tiêu thị, chân tay bà lạnh buốt, vẻ mặt lúng túng không được tự nhiên, đây là lần đầu tiên bà nhận lễ từ tôn thất đấy cấp bậc lễ nghĩa xong xuôi, Trần Doãn viện dẫn Chu Thập Cửu đi giới thiệu với thân quyền, Lâm Di vào buồng trong trò chuyện với lão thái thái nhánh cả, Tiểu Tiêu thị và Lâm Sương. Lão thái thái hỏi thăm về Chu lão phu nhân trước tiên, thế nào? Bao giờ bà ta chuẩn bị dọn sang phủ Khang quận Vương? Lâm Di đáp rằng ngày lành vừa được xác định vào hôm qua. Lão thái thái nhánh cả gật đầu nhìn Lâm Di, có mấy lời phải nói ngay, để xem lần này bọn họ tỉnh thế nào vào phủ quận vương chịu sự quản chế của cháu hay vẫn ở nhà cũ tự mình làm chủ. Không muốn lão thái thái nhánh cả quá bận tâm về chuyện của Chu gia, cho nên Lâm Di tươi cười truyền đề tài sang hỏi thăm sức khỏe bà rồi đúng dậy nhìn bánh trái và mất quả bà ăn mấy ngày qua, lát nữa cháu đi làm bánh táo chua ngọt cho tổ mẫu. Nếu không phải sáng sớm bị Chu thập cửu, nàng đã chuẩn bị xong mang theo về nhà rồi. Lâm Di vừa nói vừa tiếp nhận hộp lá tía tô từ tay Quất Hồng. Tổ mẫu cất cái này đi, thêm hai tháng nữa là có thể lấy ra pha trà. Lá tía tô có tác dụng làm sạch phổi trị ho, thường được dùng trong bài thuốc lưu thông khí huyết, thích hợp để tổ mẫu uống lâu dài. Lúc trước còn ở bên cạnh bà, nàng thường dùng lá tía tô làm bánh ngọt, giờ không thể mỗi ngày kề cận nên đổi sang làm thành lá trà. Nhìn cháu gái bận rộn vì mình, lão thái thái nhánh cả nở nụ cười đầy yêu thương. Bạch Mama ở một bên nói mấy ngày nay khó nhìn thấy lão Thái Thái cười lắm đấy. Ngày khi kiệu hoa của Lục tiểu thư được khiêng ra khỏi trần gia, lão Thái Thái đã bắt đầu đếm ngày giờ. Thời gian lại mặt không nhiều, nên mọi người chỉ chọn chuyện quan trọng mà nói. Lão Thái Thay nhánh cả bảo Bạch Mama lấy hai quyển sổ bọc ra ra đưa cho Lâm Đích xem. Hôm cháu xuất giá, Khang Quận Vương cho người đưa sinh lên tới. Lục ấy chúng ta không có thời gian kiểm kê kỹ nên không biết. Lâm Di cầm lấy hai quyền sổ, đây là khổ đất ở huyện Tam Hà. Nàng lập tức nhớ ra lúc ở nhà tổ Trần Thị, người nàng nhìn thấy bên bờ ruộng chính là Trần Hán, thân tín của Chu Thập Cửu. Đây là, lão thái thái nhánh cả chậm rãi nói, đây là số đất mà Trần gia chúng ta luôn muốn mua lại. Hai mảnh đất kia ở huyện Tam Hà, địa bàn của Trần Thị, bất kể lúc nào cũng sẽ được Trần Thị che chở, chưa kể còn có Lâm Sương và Cát Gia không bảo đảm nào tốt hơn món này nữa. Có lẽ do thấy được thành ý của Chu Thập Cửu, lão thái thái nhánh cả cũng bắt đầu tiếp nhận người cháu rể này. Cháu ở bên cạnh quận vương gia nhớ thường nhắc nhở ngày ấy, được nhiều hoàng ân khi còn trẻ như vậy chưa hẳn là chuyện tốt. Lời của trưởng bối ứng nghiệm rất nhanh, cả nhà Trần Nhị lão thái thái sang nhánh cả tham gia lại mặt, Lâm Di lập tức nhìn ra ánh mắt khác thường của thượng thị phu nhân đồng trường Mậu, nhà Trần Nhị Lão Thái Thái tặng Lâm Di không ít lễ vật, thượng thị còn đưa cho nàng một cặp búp bê bằng vàng, ơ thẩm xuyên rất thịnh hành đồ chơi này, bày ở ngăn tủ đầu giường, tương lai sẽ mắn đẻ. Lâm Sương ở một bên oán thầm, cũng chỉ là hai cái hình nộm bằng vàng, có phải gà mái biết đẻ trứng đầu, mắn đẻ cái gì chứ? Tóm lại là về mặt lễ nghĩa, không ai thiếu sót chỗ nào. Nhị lão thái thái đồng thì cũng kéo tay lâm di quý nhân nhà chúng ta đẩy chớp mắt đã thành quận vương phi rồi. Lúc ngồi vào bàn tiệc, mọi người lại khen ngợi chu thập cửu hết lời. Thượng thị cười nói, trẻ như thế đã lập được đại công, có thể nói là trường hợp đầu tiên của triều đại chu chúng ta đấy, về sau nhất định là tiền đồ vô lượng. Lâm Di im lặng uống trà, bỗng nhiên thấy nhớ Lâm Phương, nếu Lâm Phương ở đây, nàng sẽ có thể từ miệng Lâm Phương nghe ngóng ít nhiều được gì đó. Lâm gì mới nhớ tới Lâm Phương thì liền có nữ quyền trong tộc hỏi nhị thái thái điện thị, chẳng nguyên định chừng nào cưới tứ tiểu thư vậy. Nhị thái thái điện thị không hề ngại ngùng, hiền lành, cười đáp, vốn là định sang năm, nhưng Lâm già bên kia sốt ruột nên đổi thành tháng tới. Lâm chính thanh gấp gáp muốn cưới Lâm Phương đến thế, tất cả mọi người đều cười nói, chẳng nguyên sợ có biến đây mà. Nhị thái thái điện thị nghe xong cũng thấy hãnh diện hơn hẳn. Ăn tiệc xong. Lâm Di ngồi xuống nói chuyện với Lâm Sương, ngày mai Lâm Sương phải lên đường trở về huyện Tam Hà rồi. Lâm Di quyến luyến nói, hay tỷ tới phủ quận vương ở với ta hai ngày nhé. Lâm Sương cười nói, muội đang trong kỳ tân hôn mà, để lần sau đi, ta cũng muốn xem thư phủ quận vương trông thế nào. Rời khỏi nhánh cả trần gia trở lại phủ quận vương, Lâm Di bắt đầu dẫn nha hoàn bà tử đi xem xét một vòng quanh phủ, cho người thu dọn tam tiến viện lại lần nữa gian chính dành cho chu lão thái gia và chu lão phu nhân ở hai gian ở hai bên đông tây làm phòng cho khách tất cả đồ dùng trong viện đều được nha hoàn bà tử ghi vào sổ sách chỉ mấy canh giờ sự quyết đoán như sấm rền gió cuốn của lâm di khiến tất cả hạ nhân trong phủ quận vương kinh ngạc có mấy bà tử muốn lên tiếng song đều bị cùng ma ma bên cạnh lâm di làm cho ngậm miệng lâm di dậy từ sáng sớm còn phải căn cộn đến mỗi từng nhức eo gắng gượng lắm mới trông đỡ được đến bây giờ không có tâm trạng vòng vo với hạ nhân trong phủ nên trực tiếp gọi đầu sỏ là chu thập cửu tới luôn tươi cười hỏi chẳng hay nhà chúng ta thường dùng nha từ nào vậy nha từ cả trung gian chuyên mối cái buôn bán người hầu. hỏi gì chu thập cửu cũng nói không biết ở trước mặt đông đảo hạ nhân chàng quả quyết lắc đầu chuyện nội trạch ta không rõ lắm nàng cứ sắp xếp theo ý mình đám hạ nhân chu ra lập tức xì hơi bất giác liếc mắt sang hai đại nha hoàn ăn mặc không tầm thường đứng gần đó. Hai nha hoàn thông phòng của Chu thập Cửu lập tức đưa ánh mắt long lanh tội nghiệp nhìn chàng, song chàng lại như không hiểu ý họ, thản nhiên xoay người ra ngoài. Rốt cuộc mọi người cũng biết được, ở phủ Khang quận vương, quận vương phi chính là chúa tể. Thu xếp chuyện trong phủ xong, Lâm Di thoải mái đi tắm nước nóng, thay quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau chu thập cửu cũng khoan thai trở về lâm di sai quất hồng mang nước ấm đến cho chu thập cửu rửa mặt hai người nhanh chóng lên giường nằm lâm di tưởng mình sẽ lại trằn trọc giống tối qua nào ngờ vừa dính gối đã lập tức đi tìm chu công thành ngữ ý chỉ chìm vào giấc ngủ hôm sau lâm di rời giường từ rất sớm sai nữ đầu bếp nấu một nồi cháo củ từ chuẩn bị thêm bốn đĩa đồ ăn kèm gọi quản sự tới gặp bàn chuyện thêm lần nữa, thương lượng với cùng mama xem hạ nhân nào dùng được. đang nói chuyện thì quất hồng bước vào thưa, quận vương gia đã về, đang chờ quận vương phi thay quần áo hộ ạ. À? trường bào mặc nhà của chu thập cửu đã được lâm di soạn sẵn, nàng cũng đã sắp xếp nha hoàn thường hầu hạ anh ta lúc trước chờ trong phòng. chẳng lẽ nha hoàn mắc lỗi gì sao? lâm di trở về phòng, không có năng tình hình nơi này kỳ quái vô cùng bọn nha hoàn đều chờ ngoài cửa, còn Chu Thập Cửu thì ngồi trên ghế đọc sách, chuyên tâm cho nàng quay lại. Lâm Di tự tay cởi nút thắt trên áo Chu Thập Cửu, từ tổn hỏi, sao ngài không cho nha hoàn hầu hạ thay quần áo vậy? Chu Thập Cửu thản nhiên đáp, tay chân vụng về, chẳng đứa nào dùng được. Toàn bộ, thật ư, dùng điểm tâm xong, Lâm Di lại nhận được thư của Trịnh Thất tiểu thư, nàng hồi âm mời cô bé đến phủ chơi thư vừa được đưa ra ngoài, trịnh gia lập tức cho người tới báo rằng một lát nữa trịnh thất tiểu thư sẽ ngồi xe tới. Tính nôn nóng của trịnh thất tiểu thư đúng là trời sập cũng không sửa được. Hiện giờ trong phủ khang quận vương chỉ có chu thập cửu và lâm di, trịnh thất tiểu thư không thể tự nhiên hơn nữa, vừa vào tiền tôi kéo lâm di đi dạo quanh phủ, chỗ này hơi xa hơn nhà cũ một chút, nếu tỷ có thể ở cạnh nhà ta thì tốt rồi, ngày nào chúng ta cũng có thể gặp mặt. Lâm Di cười nói, muốn vậy cũng dễ mà, chờ thêm mấy năm nữa muội có thể đặt mua một tòa nhà ở gần đây. Ngọc kép, ban đầu trịnh thất tiểu thư còn không hiểu, ngẫm lại mới rõ Lâm Di ám chỉ cái gì, lập tức đưa tay củ eo nàng. Hai người nói chuyện một lúc, trịnh thất tiểu thư mới kể, chắc tỷ chưa biết, Châu Lang Huyên cũng sắp xuất giá rồi, tỷ ấy cưới xong chúng ta lại có thể cùng tụ tập cười đùa. Trịnh thất tiểu thư vừa nói tới đây, quất hồng bước vào bảo, ma nhà quốc cữu đến ạ à? nói là muốn đưa thiếp mời cho quận vương phi trịnh thất tiểu thư che miệng cười có mấy người hễ được nhắc là thiêng dễ sợ ma ma nhà quốc cữu tươi cười hành lễ với lâm di rồi cung kính đưa thiếp mời cho nàng khang quận vương phi và nhị tiểu thư nhà nô tì là bạn khuê mật hôm nhị tiểu thư nhà nô tì thành thân khang quận vương phi nhất định phải có mặt đấy trước đó là lâm sương đưa nàng lên kiểu chẳng lẽ lần này là nàng đưa châu lang huyên bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 143, ân oán. Chậu Lang Huyên đã lên tiếng mời, nàng đương nhiên không thể không đi. Lâm Di cười đáp lại, nếu không bận chuyện gì khẩn cấp, ta nhất định sẽ đến. Mà mà nhà Uất cữu nhún người chào Lâm Di, tốt quá, tiểu thư nhà nô tỳ nghe được hẳn sẽ rất mừng. Mà mà nhà quốc cựu đi rồi, trịnh thất tiểu thư cùng Lâm Di ngồi nói đùa thêm một lúc nhìn thoáng qua đồng hồ cát gần đó thì thấy thời gian trôi qua quá nhanh, có nhiều chuyện chưa nói hết, việc quan trọng cũng chưa làm xong. Cô bé gọi cát mama tới trước mặt Lâm Di, đây là mama chuyên dạy dỗ hạ nhân trong nhà ta, hạ nhân mấy nhà ở tôn thất doanh bên kia cũng đều do bà ấy dạy lễ nghĩa hết. Chu lão thái gia và Chu lão phu nhân chuyển vào phủ Khang quận Vương, trong phủ hẳn phải tổ chức yến tiệc mừng tân gia, khách mời đều là tôn thất cấp bậc lễ nghĩa có sai sót gì thì sẽ bị chê cười ngay mama ma và hạ ăn nàng dẫn từ trần gia sang tuy tận tâm nhưng đương nhiên không hiểu hết quy tắc của tôn thất vì vậy nàng muốn mời một ma ma đến dạy dỗ bọn họ phòng ngừa phiền toái về sau ai ngờ vừa viết thư hỏi thăm trịnh thất tiểu thư cô bé chẳng những dẫn ma ma tới mà còn đích thân chạy sang theo cát ma ma nói vài câu khiêm tốn Lâm Di Bảo cùng Mama dẫn Cát Mama đi một vòng quanh phủ xem xét. Cùng Mama cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, cho nên tập trung tinh thần cao độ. Sau khi Chu lão thái gia và Chu lão phu nhân chuyển vào, mọi thứ sẽ không còn thuận lợi như bây giờ. Quận Vương phi muốn lập uy, để hạ nhận biết tuy mình còn trẻ nhưng không dễ qua mặt. Cát Mama đem quy tắc giảng giải một lượt, Quận Vương Phi ở một bên chọn ra vài ma ma quản sự gia nhận được ban thường cùng với phủ để không nhiều lắm. Nếu không dạy dỗ kỹ lưỡng, về sau e rằng đấu không lại hạ nhân do chu lão phu nhân dẫn tới. Trịnh thất tiểu thư ở một bên nhỏ giọng nói, mẹ nói hai người vừa mới cưới, không cho ta ở lại chơi lâu, nếu không vì chuyện này, ta còn không được phép tới cơ. Lâm gì vừa mới thành thân, phải mấy tháng nữa mới có thể chính thức ra ngoài đi lại. Lâm Di bảo Quất Hồng lấy một cái hộp gỗ điêu khắc hình song ngư tới. Trong hộp là một miếng ngọc bội hình chú cá bằng ngọc. Túi lưới mắt hoa mai đính phía dưới là do Lâm Di tự tay tết. Xem thử có thích không? Ngọc bội này có một cặp. Lúc ta thành thân trong nhà lây ra cho ta xem. Ta giữ một cái, cái này cho muội. Trịnh thất tiểu thư nghe nói Lâm Di cũng có một cái giống y vậy thì vui vẻ nhận lấy. Biết trịnh thất tiểu thư tới, Lâm Di đã dặn nhà bếp làm sẵn bánh xốp hạnh nhân và bánh nhân hạch đào. Trịnh thất tiểu thư nhìn mấy dĩa bánh ngọt, nhướng mày cười nói, ta biết ngay tỷ tỷ tốt nhất trần đời. Trở lại trong phòng, Lâm Di nghe Cát ma ma nhận xét về tình hình của phủ, hiện giờ nhân thù trong phủ quận vương hiển nhiên còn thiếu, nhưng không thể hấp tấp tìm môi giới mua người, làm vậy chỉ tổ dước thêm phiền. Theo Cát ma ma, cũng may nhị tiến viện và tam tiến viện đã được thu xếp ổn rồi, Tử Tiến và Ngụ Tiến viện phải tới cuối năm mới cần sử dụng. Khi ấy người làm đã được bổ sung, có thể từ đó chọn ra một quản sự đắc lực, dễ chân áp người mới vào phủ hơn. Lâm Dì cũng nghĩ thế. Chuyện Cát Ma Ma tới phủ quận vương giúp đỡ quận vương phi chọn quản sự rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Ai vàng ai bạc cũng sẽ tìm mọi cách tỏa sáng. Nàng chỉ cần ở một bên cẩn thận nhìn là sẽ có thể chọn được người thích hợp. Lâm Di vừa nói chuyện với Cát Ma Ma xong. Quất Hồng bước vào bẩm báo, quận vương ra ra ngoài, nói rằng lát nữa sẽ về ngay. Mặc dù Hoàng thượng cho phép chu thập cửu nghi tân hôn, có điều cục diện chính trị sớm chiều thay đổi, hơi không chú ý là sẽ vụt mất cơ hội, nên chu thập cửu ở nhà mà vẫn để tâm ở triều đình. Lâm Di cùng Bạch Thược và Quất Hồng ra khỏi phòng, đi xem bữa tối nhà bếp định làm món gì. Ở nhà bếp sắp xếp đồ ăn xong xuôi, nàng gọi nữ đầu bếp tới hỏi han vài câu. Đồ ăn nữ đầu bếp này nấu tuy không hợp khẩu vị của nàng lắm nhưng lại theo tiêu chuẩn trong kinh, chắc hẳn làm yến tiệc sẽ vừa miệng khách mời. Lâm Di muốn ra vườn hoa tản bộ một vòng, quất hồng lại tới nói, quận vương gia đã trở lại, mời quấn vương phi về phòng à. Nhanh như vậy đã về rồi. Lâm Di quay lại nhị tiến viện, mới bước lên bậc thang thông với viện, nàng bỗng nghe thấy tiếng so đàn. Lúc trước ở Trần Gia, Lâm Di từng nghe chu thập cửu đánh đàn, nhưng khi ấy chỉ nghe được nửa khúc thôi. Lâm Di vào phòng, nhìn thấy một nữ thương gia cung kính chắp tay đứng một bên, nữ thương gia gặp Lâm Di bèn tiến lên hành lễ với nàng. Chu thập cửu đang ngồi trước huyền cảm, mim cười so dây đàn. Lâm Di đi tới, một khúc nhạc huyền chuyển lập tức vang lên, nàng không quen thuộc từ khúc này nhưng cũng biết là phần sau của bài lần trước mình nghe. Trong gian phòng nhất thời chỉ có tiếng đàn réo rắt lầm gì bỗng nghĩ đến câu cầm sắt tại ngự mạc bất tỉnh hầu hẳn là ý này chẳng qua cầm đúng người cũng chẳng sai chỉ là cảm giác có hơi không khớp hai câu cuối trong bài nữ viết kế minh của trịnh phong dực môn gia chỉ giữ tử nga chi nghi miên ẩm tử giữ tử dai lỗng cầm sắt tại ngự mạc bất tỉnh hầu dịch thơ được mong chàng hãy đưa em em nấu em nướng em đem dâng chàng đôi ta chuốc chén hân hoan trăm năm em muốn chu toàn tình ta. Đôi ta cầm sắt hiệp hòa, đời ta thắm thiết, tình ta êm đềm. Khúc nhạc kết thúc, nữ thương gia cung kính khen, đây là cây huyền cầm tốt nhất của tiệm, ở trong tay quận vương gia càng thêm tuyệt diệu. Chu thập cửu ngừng đầu lên nhìn lâm di bằng đôi mắt sáng ngời, ta không dành chọn cầm lắm, em đến nhìn thử xem có được không. Cầm tốt có bốn thiện và chín đức người biết chơi cầm đương nhiên chỉ cần thử một khúc sẽ biết cây cầm này rốt cuộc có dùng được hay không. Tiêu chuẩn đánh giá cầm tốt ở đời Minh, do lãnh khiêm một nhà âm nhạc có tầm ảnh hưởng lớn đưa ra. Bốn thiện, tức thanh tao, êm mượt, giòn giã, réo rắt, chín đức, lạc kỳ, cổ, thấu, nhuận, tĩnh, tròn, đầy, rõ, diệu. Nữ thương nhân bên cạnh khom người tán tụng huyền cầm của tiệm nhà mình. Thấu, nhuận tĩnh, tròn, đầy, rõ, diệu. Hiếm thấy cây cầm nào tốt như vậy lắm, khang quận vương phi, người giữ nó lại đi, bảo đảm không nhầm đâu. Mỗi cần nữ thương nhân nói một từ trong chín đức, dường như nụ cười trên mặt chu thập cửu càng sâu hơn một chút, ống tay áo dài tướt qua thân cầm, song cảm xúc trong mắt lại khiến người khác đoán không ra. Nụ cười cong cong nơi khóe môi vẫn hướng về phía nàng, vừa đơn thuần vừa mông cung so với vị tướng khoác giáp uy phong cười trên lưng ngựa cứ như hai người khác nhau. Sự khác biệt rõ rệt thật sự khiến người ta thấy thấp thòm. Có thể bộc lộ hết chín đức của cầm, không phải nhờ cầm tốt mà nhờ người chơi. Từ sau khi thành thân, Chu Thập Cửu luôn dính chặt lấy nàng, gần như người nào cũng biết. Khang quận vương hết sức hài lòng với hôn sự này, bởi vậy nàng làm chức quận vương phi của mình cực kỳ xuôi gió xuôi nước. Cứ như vậy, cả nàng và chu thập cửu đều thuận theo ý nhau. Lâm Di quay đầu nhìn nữ thương gia, quận vương gia dụng khá thuận tay, chúng ta sẽ giữ nó lại. Nữ thương gia mừng rỡ lui ra đi lĩnh bạc với quản sự. Lâm Di bảo quất hồng, bảo nhà bếp dọn cơm lên đi. Đồ ngọt là Lâm Di dạy nữ đầu bếp làm, cách làm bánh xốp nghìn lớp, bánh tai mèo và bánh dẻo của nàng không giống bên ngoài. Bánh nghìn lớp của nàng thêm nhân sữa đặc bánh tay mèo có tẩm hạt vùng và bột hạnh nhân bánh dẻo thơm mùa hoa quế ngoài ra còn mấy món rau xanh xào ăn cùng thịt ba chỉ thái lát chiên xù và canh nấu mận chua chờ khang quận vương và quận vương phi dùng bữa xong tiền ma ma từ chu gia truyền tới tươi cười vào nhà bếp nói chuyện với nữ đầu bếp đó giờ ta chưa từng thấy đồ ăn tinh tế đến vậy quận vương ra ăn hết sạch quận vương phi của chúng ta khéo tay thật đâu phải dễ mà nghĩ ra được mấy cách chế biến như vậy hạ nhân trong bếp đều phấn chấn tinh thần lại bọn họ vốn cho rằng quận vương phi sẽ đổi người trong bếp thành người dẫn từ nhà mẹ đẻ sang hôm nay họ mới biết bất luận thân sơ quận vương phi chỉ chọn người có thể đảm đương miễn là làm tốt nhiệm vụ ai cũng có khả năng cắm dễ ở đây chờ các ma ma đi khỏi mấy tức phụ trẻ trong phủ tụ tập lại một chỗ bàn bạc xem nên thu xếp yến tiệc thế nào tức phụ hạ nhân đã có chồng đúng lúc đó tưởng vi vào bếp nói mình muốn ăn chè sai một nàng dâu đi làm cho thêm ít đường đỏ rồi đưa tới phòng ta tưởng vi là đại nha hoàn của quận vương gia từ chu gia truyền tới vốn được bạn làm thông phòng cho quận vương gia thế nhưng ngay sau khi quận vương gia thành thần nàng ta liền bị gạt sang một bên ngay cả cửa phòng cũng không được vào nhìn khí thể bây giờ của quận vương phi hai đại nha hoàn tường vi và bích ngọc này sớm muộn gì cũng sẽ bị gả đi thôi muốn lấy lòng quận vương phi thì đương nhiên sẽ thờ ơ với nha hoàn thông phòng trong phòng quận vương gia tức phụ khương tử cười nói chè đường đỏ thì dễ nấu thôi nhưng xin cô nương thông cảm chúng tôi không đưa tới phòng được bên này còn phải lo chuyện tổ chức yến tiệc cô nương ở đây chờ một chút đi tí nữa nấu xong ăn ngay cho nóng trường vi lập tức sầm mặt nàng ta hầu hạ trong phòng quận vương gia lâu như vậy, trước giờ luôn được hạ nhân bà tử trong phủ săn đón hết mực. Nhưng từ khi quận vương phi gả vào, ngay cả mặt quận vương gia nàng ta và Bích Ngọc cũng không thấy được, bây giờ còn thê thảm tới mức bị đám tức vụ trong phủ chế nhau. Tưởng Vi cười lạnh, từ khi nào mà trong phủ chúng ta không có cả tiểu nha hoàn chạy vặt vậy, dám bảo ta tự bưng trả bưng nước. Tưởng Vi tức đến mức tay chân run rẩy đi thẳng về khu phòng dành cho hạ nhân. Bích Ngọc đang ở trên giường thêu thùa may vá, nhìn thấy sắc mặt của tường vi thì trao mày hỏi, sao vậy? Vành mắt tường vi đỏ au, tim đập thình thịch, vì tức, chúng ta thành thứ gì rồi? Lúc trước còn có thể hầu hạ quận vương gia, bây giờ bị ném tít sang một bên không ai ngó ngàng. Bích Ngọc thoáng khung tay, gượng an ủi tường vi, quận vương gia và quận vương phi vừa mới thành thân mà có nhiều chuyện đâu thể lo hết, về sau sẽ tốt hơn thôi. Tưởng Vi vẫn tức giận, chị e ngày đó không bao giờ tới, chúng ta không thể ngồi yên chờ như vậy được. Dứt lời nàng ta đứng phát dậy. Bích Ngọc giật mình, định ngăn lại nhưng không kịp, đành trơ mắt nhìn Tưởng Vi chạy ra ngoài. Chu thập cửu muốn luyện chữ, Lâm Di ở một bên mài mực, Tưởng Vi cắn chặt môi đứng bên ngoài chờ. Đến khi trong phòng vọng ra lệnh truyền nước rửa mặt, nàng ta liền giành lấy chậu nước từ tay tiểu nha hoàn bưng vào hầu hạ khang quận vương và quận vương phi tiểu nha hoàn thất kinh đứng đờ ra đó không biết mình đã làm sai cái gì làm gì thế hả trong phòng bỗng vọng ra tiếng quát lớn chậu đồng bị quẳng xuống đất tường vi quỳ gối trong vùng nước quận vương gia quận vương phi nô tỳ vốn là kẻ hồ đồ không biết tay chân vụng về đã làm sai chuyện gì quận vương gia và quận vương phi đánh chửi thế nào cũng được, chỉ xin đừng vứt bỏ nô tỳ. trước giờ đều là chủ nhân sai bảo nha hoàn, nào có chuyện nha hoàn chủ động chi trò này nọ với chủ nhân chủ. Chu thập cửu liếc nhìn tường vi, vẻ mặt bình thản không đổi. chẳng rõ vì sao tường vi có lòng tin vững chắc rằng mình sẽ không sao. nàng ta hầu hạ khang quận vương nhiều năm như vậy, quận vương gia xưa nay luôn rất ôn hòa với nàng ta nàng ta nhất định sẽ tranh được một chỗ đứng cho mình ngươi vốn là người trong phòng của lão phu nhân tưởng vi vội vàng gật đầu cũng chính vì thế mà tất cả hạ nhân đều kính nể nàng ta giọng chu thập cửu vô cùng điềm đạm ngoại trừ vừa rồi hơi to giọng vẻ mặt chàng bây giờ không có gì là giận dữ cả năm nay ngươi cũng đã lớn ngày mai ta sẽ để quận vương phi chuẩn bị ít hồi môn cho ngươi ra ngoài đi tưởng vi trợn tròn mắt như không dám tin cả buổi sau mới kêu lên, quận. Quận vương ra, bà từ bên ngoài tiến vào lôi tường vira, nàng ta vẫn liều mạng dãy rủa khóc lóc ầm ĩ Chu thập cửu nhàn nhã ngồi tựa trên giường đọc sách, lâm di đi qua phòng bên cùng bạch thược và quất hồng chọn chỉ màu, chuẩn bị thiêu mấy cái hầu bao tương lai tặng cho nữ quyến chu gia Bạch thược vẫn không yên lòng, hay để nô tỳ ra ngoài nhìn một cái, tránh để nàng ta ầm ĩ quá mức. Lâm Di nhẹ lắc đầu, cùng mama sẽ xử lý ổn thỏa. Chỉ chốc lát sau, cùng mama và báo với Lâm Di, đã bố trí xong xuôi rồi à? Hễ ai truyền tin ra ngoài là chúng ta sẽ biết ngay. Lúc trước Chu đại thái thái sắp xếp phủ Khang quận vương, đương nhiên sẽ lưu lại tay mắt trong phủ, bây giờ là cơ hội tốt, ôi tay mắt này ra ánh sáng, bớt phiền cho sau này. Cùng mama vẫn còn bận tâm, có đắc tội Chu lão phu nhân sớm quá không à? chu lão phu nhân sẽ không vì một đứa thông phòng mà trở mặt với nàng. Lúc này cần phải sát phạt quyết đoán, cũng coi như là cảnh tỉnh Bích Ngọc, đừng phạm phải sai lầm giống tưởng vi. Bận rộn cả ngày lâm di mới lên giường nằm, ngắm tấm chăn bách tử đắp trên người mà tự hỏi, cái chăn này có thể mang lại may mắn trong bao lâu đây? Ngày 26 tháng 3, sao đại cát thay ngôi? xe ngựa của chu lão thái gia và chu lão phu nhân dừng ở cổng thùy hoa của phủ khang quận vương lâm di tiến lên đỡ chu lão phu nhân xuống xe chu thập cửu và vận bối trong tổn thất chung tay khiêng chu lão thái gia đưa vào nhà chính của tam tiến viện nhà hoàn phủ khang quận vương đều mặc đồng phục áo xanh váy lụa hồng đứng hai bên đường chào khách nữ quyền nhìn thấy đều tấm tắc khen ngợi ở trước mặt đông đảo thân thích chu lão phu nhân quan tâm hỏi thăm chu thập cửu tựa như là lần đầu tiên con trai rời khỏi mẫu thân, mẫu thân lo lắng không biết nữ nhân khác chăm sóc con mình có tốt hay không. Trên mặt Chu Thập Cửu vẫn treo nụ cười mỉm muôn thuở, như đã quen với chuyện được quan tâm thái quá ở trước mắt bao người. Khi ánh mắt Chu lão phu nhân chuyển đến trên người Lâm Di, nàng mới chính thức hiểu được chỗ khó của Chu Thập Cửu. Rõ ràng không thân cận mà mặt ngoài vẫn phải tỏ ra yêu thương hết mực. Chu lão phu nhân nở nụ cười hiền lành, trong phủ sắp xếp ngăn nắp như vậy, hẳn cháu mệt lắm phải không? Không có à, Lâm Di cười đáp, so với vẻ thân thiết giả tạo của chu lão phu nhân, biểu cảm của Lâm Di vô cùng tự nhiên, không sợ mệt, chỉ sợ làm không đúng thôi à. Nếu thấm nương cảm thấy có chỗ nào không thỏa đáng, cử chỉ bảo để cháu xưa. Gặp tình huống như này, nam giới nên cố nhịn im lặng cho qua, nữ giới phải uyển chuyển đáp lời. Nàng còn trẻ, có chỗ nào chưa đủ chu đáo hay sai sót gì cũng không phải do nàng cố ý. Chu lão phu nhân gật nhẹ, trả lời như vậy sẽ khiến người ta hết đường bắt bẻ, cả hai vợ chồng đều không sơ hở điểm nào. Không sơ hở cũng không có nghĩa là sẽ yên ổn. Cánh nam giới ra tiền viện nói chính sự, nữ quyền ở lại hậu trạch tán gỗ chuyện nhà. Con trai của Chu đại lão gia là toàn ca chơi đùa trong sân, lầm di đón địa bánh ngọt từ tay tiểu nha hoàn vừa định bày xuống trước mặt chu lão phu nhân thì chợt thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy ù tới đâm sầm vào lòng nàng lâm di giật nảy mình chu đại thái thái lập tức quát to toàn ca không được phá và phải khiến quận vương phi ngã thì làm sao việc gì phải răn dậy con nít ở ngay trước mặt nhiều người như vậy thế nào đi nữa thì nàng cũng sẽ không bị một đứa trẻ năm sáu tuổi xô ngã lâm di tươi cười củi xuống nhìn chu vĩnh toàn đang mím môi phụng phịu mắt nhìn chằm chằm điểm tay trên tay nàng thẩm nương cho cháu ăn cháu thích cái tròn tròn màu vàng kia thì ra cậu nhóc đói bụng muốn ăn điểm tâm đoàn quận vương phi cười trách chu đại thái thái thằng bé còn nhỏ mà đừng lớn tiếng như vậy lâm di bảo nha hoàn lấy khăn ra lau tay cho toàn ca rồi đưa miếng bánh cho cậu bé toàn ca cắn một cái cười tươi rói ngọt ghê trung nữ quyền đều bật cười đúng là trẻ con tốt xấu đều bày ở trên mặt. Đoạn quận Vương Phi nói, toàn ca tới nhà ta không ít lần mà không lần nào tự nhiên được như vậy cá. Người xưa nói đúng thật, thân thích gần vẫn hơn, toàn ca gọi thẩm nương ngọt ngào chưa kia. Chu đại thái thái bị đoan quận Vương Phi chọc cười, vui vẻ quay sang nhìn Lâm Di, quận Vương Phi chúng ta gọi thẩm nương cũng ngọt ơi là ngọt. Lâm Di gọi Chu lão phu nhân là thẩm nương, toàn ca gọi Lâm Di là thẩm nương chu lão phu nhân coi chu thập cửu như con ruột vậy có phải nàng cũng nên coi toàn ca như con ruột không chu nhị thật thái quách thị dường như không đếm xỉa đến ồn ào bên này chờ đến khi sắp khai tiệc thì đứng lên theo lâm di ra ngoài hôm nay khách nhiều để ta giúp một tay nhà mẹ của quách thị ở dương châu hành vi cử chỉ đều mang vẻ uyển chuyển hàm súc của phụ nữ giang nam lúc còn ở phúc kiến lâm di cũng gặp không ít nữ quyến như quách thị đa phần đều tỉ mỉ và vô cùng khéo tay. Lâm Di nhìn xuống túi hương bên hông Quách Thị, đường kim mũi chỉ cực kỳ tinh tế. Quách Thị lên tiếng trước, nghe nói quận Vương Phi lớn lên ở Phúc Ninh. Lâm Di đáp, phải, ta cùng gia đình ở đó theo nhiệm kỳ của cha, mới hồi kinh chỉ hai năm nay thôi. Quách Thị lấy khăn che miệng cười khẽ, vậy nhất định chưa quen đồ ăn trong kinh. So với đồ ăn ở Phúc Ninh thì đúng là... Lâm Di gật đầu, mặn ăn không nổi. Quách thị cười nói, ta cũng thể. Lúc mới gả tới, cũng không biết nên đặt đũa vào đâu, nhưng ở trước mặt trưởng bối. Đành cố ăn hết, ban đêm chỉ muốn uống nước. Lâm Di nhớ tới lúc mới vào kinh, đúng là giống hệt như Quách thị nói. Vậy bây giờ nhà bên kia có đầu bếp làm món hoài dương không? Quách thị nhẹ lắc đầu, người trong nhà đều không thích ăn nhạt ta thỉnh thoảng xuống bếp làm vài món cũng chỉ có mình ta ăn ở nhà chồng vốn có nhiều việc không tiện ngay trước mặt cả nhà mà cứ ăn đồ mình tự làm mãi chắc chắn sẽ bị người ta nói ra nói vào nhưng phàm là nàng dâu mới ai chẳng phải nhẫn nhịn như vậy quách thị chỉ nói mấy câu đã để lộ tình hình hiện giờ chu gia do chu đại thái thái quán xuyến quách thì cũng chỉ là phận sống nhờ đoán sắc mặt người khác sao hôm nay không thấy nhị lão ra vậy lâm di sực nhớ không thấy chu nguyễn quý đâu quách thị lúng túng mím môi nhưng cũng chẳng có ý định giấu diếm không phải ta không sợ quận vương phi cười nàng ta dùng một chút nhưng dù ta không nói sớm muộn gì quận vương phi cũng biết thôi nhị lão gia nhà ta vốn nhát gan vài ngày trước chơi chim tước bị đại lão gia bắt gặp măng vài câu cho nên mấy ngày nay luôn tránh mặt không dám gặp đại lão gia nếu chơi chim tước mà bị mắng vậy con cháu huân quý cả kinh thành đều khỏi cần ngừng đầu lên nữa. Những năm gần đây, chơi chim quý có thể làm tăng giá trị của bản thân đấy. Hai người nói một lát đã đi tới nhà bếp, Quách Thị vội vàng giúp Lâm Di chia thức ăn, bầy đĩa. Quách Thị gả vào chu gia sớm hơn Lâm Di mấy năm, ở mặt này có kinh nghiệm hơn, cho nên mấy điều nàng ta nói đều là lần đầu Lâm Di nghe được, đoàn quân Vương Phi và Đại Tàu thích dùng đũa ngọc. Đại Tàu rất kỹ tính, chỉ dùng bát đũa của riêng mình, một lát nữa thể nào cũng có hạ nhân đưa lại. Trung quân Vương Phi chỉ dùng đũa muỗng bạc, mẫn quận Vương Phi luôn phải uống nước muối ấm trước khi dùng bữa. Nàng ta nói một hơi như thuộc lòng. Lâm Di cười nhìn Quách Thị, làm sao tẩu nhớ được kỳ vậy? Quách Thị e lệ cười khẽ, ta có ghi lại trong sổ, hôm khác sẽ cho muội mượn xem, chỉ là ta không biết nhiều chữ, cho nên dùng kha khá ký hiệu. Quách thị được hỏi cho Chu Nguyễn Quý từ rất sớm, nên mặc dù nữ giới Giang Nam thích đọc sách, Quách gia vì muốn lấy lòng Chu gia mà bắt Quách thị học quy tắc lễ nghi nhiều hơn đọc sách, được làm thân với tôn thất, danh vọng của Quách gia ở Dương Châu tăng lên không ít. Do một lát nữa yến tiệc mới khai màn, Quách thị lại nhắc tới một chuyện khác, quận vương phi thân với Châu Lạng Huyên, nhị tiểu thư nhà quốc cữu lắm sao? Lâm Di gật đầu, ta và Châu Tỷ Tỷ cũng chỉ mới quen biết nhau. Quách thị cười nói, thảo nào lần trước ở gặp châu nhị tiểu thư ở châu gia, châu nhị tiểu thư có nhắc tới quận Vương Phi với ta, còn bảo ta để mắt giúp đỡ quận Vương Phi nhiều hơn. À, ta và đại tiểu thư nhà quốc cữu thường xuyên qua lại với nhau. Thảo nào kiếp trước châu lang huyên lại gả cho chu thập cửu. Sau khi sắp xếp các bàn tiệc xong xuôi, Quách thị và Lâm Di mời chúng nữ quyến vào phòng khách tiệc khai màn và kết thúc trong bầu không khí vô cùng hòa hợp. Lâm Di cùng Chu Đại Thái Thái Trân Thị và Nhị Thái Thái Quách Thị đưa tiễn khách khứa ra về. Chu Đại Thái Thái Trân Thị vốn định giữ Lâm Di lại nói chuyện, hạ nhân lại tới báo Chu Đại Lão gia Chu Nguyễn Cảnh uống say, Thị đành đi chăm sóc phu quân. Băng qua hành lang vòng cung của Tam Tiến Viện là tới hai tiểu viện Đông Tây, mỗi tiểu viện đều có năm gian phòng chính và ba gian phòng nhỏ, sân vườn khá rộng đầy đủ các cảnh trí cần có. Phía đông vườn có trong một cây trúc đào, phía tây trồng tường vi và mẫu đơn. Lâm gì cùng Quách Thị lo cho Chu lão phu nhân xong, vừa định đi thì thân ma ma bên người Chu lão phu nhân bỗng hót hải chạy tới, cúi xuống nói nhỏ bên tại Chu lão phu nhân, đại lão gia say rượu rồi ầm ĩ với nhị lão gia, cả quận vương gia cũng không khuyên được. Quách Thị ngồi gần Chu lão phu nhân hơn nên nghe được đôi chữ, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, đứng dậy nói, mẫu thân. Để con đi xem thế nào, chu lão phu nhân nhìn quách thị, chuẩn bị ít canh dài rượu nữa, hôm nay vui vẻ khó tránh khỏi uống nhiều hơn một hai chén, đưa bọn chúng về ngủ sớm đi. Quách thị vâng, một tiếng đáp lời, lầm gì theo quách thị ra ngoài, nhẹ giọng hỏi nàng ta, xảy ra chuyện gì vậy? Quách thị ấp úng, cũng không có gì, chẳng biết lão gia thắng được ở đầu một con chim, đại bá lại nói là lão gia bỏ nhiều bạc ra mua, cho nên mới. Lão gia lấy đâu ra bạc mà mua những thứ này chứ? Thật sự là người khác đưa mà. Đưa quách thị đến hành lang vòng cung, Lâm Di nói, ta không nên sang đó thì hơn, nhị tẩu nhớ lựa lời khuyên bọn họ. Dứt lời nàng quay sang sai linh lung, bảo nhà bếp nấu ít canh giải rượu đưa sang đó. Quách thị nở nụ cười cảm kích với Lâm Di, đa tả quận Vương Phi. Lâm Di nói, vừa rồi nhị tẩu còn giúp ta mà, chúng ta không cần khách khí như vậy. Quách thị gật đầu. Lâm Di trở lại trong phòng, Chu thập cửu vừa sai người chuẩn bị nước tắm rửa mặt. Cùng Mama ở bên cạnh hỏi nhỏ, quận Vương Phi không tới xem sao à? Loại ẩm ý này bớt người góp mặt vẫn hơn, cả Chu thập cứu cũng khuyên, không được thì còn cần nàng ra mặt sao mặc kệ có chuyện gì. Ngày mai sẽ tới tại nàng thôi, diễn kịch cũng được mà đánh thật cũng được tóm lại bây giờ không liên quan gì tới nàng. Chương 144, say rượu. Chu đại thái thái chân thị nhìn thấy Chu Nguyễn Quý co đầu rụt cổ vì sợ thì tiến lên khuyên Chu Nguyễn Cảnh. "Lão gia, có gì sau này hãy nói, đã ẩm ý đến chỗ mẫu thân rồi đấy." Chu Nguyễn Cảnh vẫn chưa phát tiết hết, Chu nhị thái thái quách thị chạy tới, nhìn Chu Nguyễn Quý trước tiên, "Lão gia, ngài uống say rồi." Ta đã cho người chuẩn bị canh giải rượu, lão gia về sớm nghỉ ngơi quách thị đưa tay đầy đầy chu nguyễn quý chu nguyễn quý cũng xoay người định đi chu nguyễn cảnh lại hét lớn đi đâu hôm nay đừng kể cho hàng và hồ đồ mẹ nó phải nói rõ ràng mọi chuyện cho ta bằng không chẳng yên với ta đâu chu đại thái thái liếc nhìn ra sau lưng quách thị ầm ĩ như vậy mà khang quận vương trần thị không cùng theo ra xem quách thị đi tới chặn giữa chu nguyễn cảnh và chu nguyễn quý đại bá đều là người một nhà cả, có lời gì khó mà nói chứ. Ngày mai tỉnh rượu lão gia nhất định sẽ tới phòng đại bá nói rõ ràng mọi chuyện. Vừa nói nàng ta vừa ra hiệu cho nha hoàn, nha hoàn nhanh nhỏ tới đỡ Chu Nguyên Quý lên. Chu Nguyễn Cảnh trợn ngược mắt, ta xem đứa nào dám đi. Vừa nói vừa dẫn cơ thể nồng nặc mùi rượu cô ùa mình tên mấy bước, suýt nữa đã va phải Quách thị. Quách thị vẫn không tránh đi, cho mày nhìn nha hoàn vẫn đứng sững ra đó. Nhà hoàn vội vàng dìu Chu Nguyễn Quý đi. Đại bá, Quách Thị vẫn muốn khuyên nhủ Chu Nguyễn Cảnh. Chu Nguyễn Cảnh lập tức định vượt qua Quách Thị đuổi theo Chu Nguyễn Quý. Ai ngờ suýt chút nữa đã đâm sầm vào thân ma ma chuyên hầu hạ bên người Chu lão phu nhân. Thân ma ma định thần lại, sao đại lão ra nóng này vậy, lão phu nhân mời ngài sang nói chuyện à. Nghe thấy ba chữ lão phu nhân, dường như vẻ dữ dằn trên mặt Chu Nguyễn Cảnh đã nhạt đi nhưng có men rượu tiếp sức, Chu Nguyễn Cảnh vẫn hùng hồn lớn giọng, vừa hay ta cũng có lời muốn nói với mẫu thân đây. Vừa nói gã vừa nhìn thân ma ma, thân ma ma, bà là người bên cạnh mẫu thân, trong phòng mẫu thân có đồ đạc gì bà rõ ràng nhất, bộ chén hình cánh hoa thời tiền chiều đâu rồi. Đó chính là bảo bối của mẫu thân, lúc còn bé ta muốn sờ một cái cũng không được. Còn cái bát bằng sử mỏng điêu khắc hoa văn chìm nữa, lần này dọn nhà mất hút đâu rồi đã bán cho lão nhị mua chim rồi phải không? Quách thị không nói nên lời, nước mắt tràn mi, thật sự không có. Lão gia không gạt đại bá đâu. Chu Nguyễn Cảnh cười khẩy, tưởng ai cũng là đồ ngu à. Quách thị cô nén nước mắt, quay sang kề vai đỡ Chu Nguyễn Quý ra khỏi tiểu viện. Chu đại thái thái tiến lên khuyên, được rồi lão gia, có gì trở về hãng nói, đừng tổn thương hòa khí trong nhà. Nói rồi thị đưa mắt nhìn Quách thị lão gia cũng vì sợ nhị thúc mê chơi rồi mất ý chí như đám người bên ngoài thôi. Huynh trưởng mà, luôn lo lắng cho đệ đệ mình. Đệ muội cũng biết tính lão gia rồi đấy, hễ rượu vào là. Ngọc kép, Chu Nguyễn Cảnh đã sớm hết kiên nhẫn lắng nghe, quắc mắt nhìn Chu đại thái thái, đàn bà như bà biết cái gì. Thân ma ma bước ra giảng hòa, cười nhìn quách thị, nhị thái thái, người về trước chăm sóc nhị lão gia đi, ở đây có nô tỳ rồi. Quách thị được thân ma ma giải vây, vội vàng cùng nha hoàn đi ngay. Chu đại thái thái cũng tiên tơi đỡ Chu Nguyễn Cảnh, lão ra say rồi, trở về uống trà pha giấm cho tình người đã. Chu Nguyễn Cảnh nào chịu, chân đã loạn choạng xong gã vẫn la hét đòi đi gặp Chu lão phu nhân. Chu đại thái thái và thân ma ma phải vừa dỗ vừa lừa mới đưa được gã về động viện. Gã uống xong trà pha giấm, lại quậy thêm một chặp mới chịu nằm xuống ngủ. Chu Đại Thái Thái nói với thân Mama, phiền Mama trở về nói với mẫu thân một tiếng. Lão gia say rồi, giờ có gặp e cũng chỉ chọc bà tức giận thôi. Chờ ngày mai tỉnh rượu hằng. Thân Mama cười đáp, Đại Thái Thái yên tâm, nô tỳ sẽ nói lại với lão phu nhân. Tật xấu này của đại lão gia không phải chỉ có mới đây, người trong nhà đã sớm quen rồi. Chu đại thái thái đưa thân mama vào phòng nói thêm vài lời rồi đưa tiễn bà ta ra về tam tiến viện thoáng cái trở nên yên tĩnh lại. Cùng ma ma là gia phó ở phủ nhánh cả trần gia, hầu hạ trong phòng lão thái thay nhánh cả nhiều năm, đã sớm quen mắt việc giao tranh ở nội trạch, bất kỳ chuyện gì cũng chỉ liếc mắt một cái liền rõ ràng. Vì vậy lão thái thay nhánh cả mới để cả nhà cùng mama làm thị tỳ cho Lâm Di. Cùng mama ra ngoài một chuyến đã hỏi thăm rõ ràng chuyện ở Tam Tiến viện. Hai huynh đệ Chu đại lão gia đánh nhau vì Chu nhị lão gia mê chơi chim, không khác gì lời của Quách Thị nói lúc trước Nhưng đánh nhau ở đâu không đánh Nhất định phải đợi tới hôm nay Ngay lúc dự tiệc ở Phủ Khang quận Vương mà làm ầm lên Cùng Mama nhắc nhở Lâm Di Quận Vương Phi phải cẩn thận Nô tỳ thấy chuyện này 8 trên 10 là nhắm vào quận Vương gia và người Ban đầu nhìn như không liên quan tới nhà mình Nhưng chẳng mấy chốc đám lửa này sẽ đốt tới trên đầu họ thôi Lâm Di gật đầu uống một chén trà nhạt rồi vào buồng trong nghỉ ngơi. Bạch thược ở ngoài trực đêm, Lâm Di cúi đầu thổi tắt đèn trong buồng, chỉ để sáng một ngọn ở đầu giường. Cửa sổ hơi hé để hở một khoảng nhỏ, khiến màn giường khẽ lay động. Ở chung mấy ngày, Lâm Di dần nắm được thói quen của Chu Thập Cửu, lúc ngủ Chu Thập Cửu thích để cửa sổ mở hờ. Lâm Di cúi đầu thổi tắt luôn ngọn đèn bên giường rồi từ tốn bỏ qua người Chu Thập Cửu, xốc chắn bách tử lên rồi chui vào nàng mới thở phào thì eo bỗng bị siết chặt sau đó lọt thỏm vào vòng tay của chu thập cừu lầm gì đã không còn lạ lẫm gì động tác thân mật này nữa chỉ hơi ngạc nhiên quận vương ra chưa ngủ sao chưa chu thập cừu cất giọng trong trèo đáp lời nàng hơi thở nhàn nhạt mùi bạc hà có lẽ do uống rượu nên ăn lá bạc hà khử mùi nàng thích mùi bạc hà Chu thập cửu hình như cũng nhanh chóng thích ứng với thói quen của nàng. Lâm Di vừa định hỏi Chu thập cửu có muốn sai nha hoàn mang canh giải rượu vào không, thì một bên tại chợt thấy ngơ ngứa. Chu thập cửu cúi đầu xuống, hơi thở phả nhẹ lên vành tai nàng, Nguyễn Nguyên. Giọng Chu thập cửu tựa như dòng suối lững lờ trôi, nụ cười thản nhiên, thoang thoảng mùi cây cỏ. Dù không quay mặt lại, Lâm Di cũng có thể mường tượng được nụ cười của Chu thập cửu. Bất kể xảy ra chuyện gì anh chàng này vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi. Ta bây giờ rất nghèo." Chàng dừng một thoáng rồi chậm rãi cúi xuống tựa đầu vào hõm cổ Lâm Di, nụ cười nơi khóe miệng thêm rõ ràng, về sau sẽ tốt hơn. Bàn tay vẫn còn vuốt ve eo Lâm Di. Không ai có thể thản nhiên nhận mình nghèo như thế cả. Chu Thập cửu lớn lên ở nhà thúc thúc, đương nhiên chẳng sở hữu được bao nhiêu tiền bạc, nàng hiểu rất rõ. Cũng may bồng lộc của quận vương không ít, mỗi năm 5.000 lượng, hơn cha nàng rất nhiều rồi. Có điều phủ to như vậy, chi tiêu cũng tăng theo cấp số nhân, tôn thất lại nhiều bạn bè, người thân, tiền quà cáp phải tốn không biết bao nhiêu mà kỳ. Quan trọng nhất là năm nay còn phải tu sửa lại phù. Nếu không biết hạn chế, có bao nhiêu cũng không đủ cả, chúng ta chỉ xài vào chỗ cần thì sẽ không sao. Lâm Di nhỏ giọng nói. Quận Vương gia không cần lo chuyện này. Nằm trong lòng Chu Thập Cửu, trong phòng yên tĩnh đến mức Lâm Di có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, không đến mức bị đói đâu. Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói đùa ở trước mặt chàng, Chu Thập Cửu khẽ cười, giọng trở nên lười nhác hơn hẳn, chỉ cần có ăn có mặc là ta không lo. Có ăn có mặc thôi. Yêu cầu cơ bản thật. Chu Thập Cửu không nói thêm lời nào nữa, bên tại Lâm Di truyền đến tiếng thở đều đều vừa rồi còn nói chuyện, nháy mắt cái liền ngủ rồi. Lâm gì không cảm thấy bất ngờ, ban nãy bà Từ Hầu Hạ cũng đã nói trước với nàng rằng Chu Thập Cửu uống rất nhiều rượu. Lần trước vì còn phải vào động phòng nên thân thích tôn thất không ầm ĩ quá mức, lần này họ không nề mặt nữa. Lúc chuẩn bị tiệc lâm dị cũng biết sẽ là thế này, tân lang làm gì thoát khỏi việc bị chuốc say chứ. Tiếp rượu mười mấy bàn, tiểu lượng có lợi hại đến đâu cũng sẽ không chịu nổi cho nên vừa rồi thấy Chu Thập Cửu vẫn chưa ngủ, nàng mới kinh ngạc như vậy. Chu Thập Cửu nằm trên giường không ngủ, muốn chờ nàng vào để thủ nhận rằng mình rất nghèo. Cũng chẳng rõ có phải là vì uống say nên mới như vậy không nữa. Cả chuyện này cũng không để người ta đoán ra. Chu đại lão gia uống say sẽ tùy ý nổi dùng, Chu Thập Cửu lại chỉ cười cười, không có gì khác với bình thường cả. Nếu nói có chỗ nào thật sự khác biệt, Lâm Di xoay người lại. Trong bóng tối về mặt Chu Thập Cửu vô cùng yên bình. Hôm sau lúc Lâm Di tỉnh giấc, Chu Thập Cửu đã ra ngoài cưỡi ngựa từ rất sớm. Lâm Di thay y phục xong bèn sai nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc trở về Chu Thập Cửu lại để nàng giúp đỡ rửa mặt thay đổi trường bào mặc nhà. Quất hồng vội vàng lui xuống dọn đồ ăn vào. Bữa sáng là cháo ngũ cốc và đồ ăn kèm thanh đạm. Chu Thập Cửu ăn khá nhiều. Dùng bữa xong, hai người cùng đi thỉnh an chu lão phu nhân hôm nay cháu trở lại nha môn đúng không chu lão phu nhân quan tâm hỏi chu thập cửu đáp hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ nhưng muốn cháu đến nha môn một lát sau mấy ngày được nghỉ tân hôn ngày mai phải trở lại làm việc như bình thường rồi chu thập cửu không phải thượng triều thời gian làm việc và nghỉ ngơi khá tương tự với trần doãn viễn nên lâm di trống chóng thích ứng được Chu Thập Cửu nói thêm hai ba câu rồi dẫn Trần Hán và Đồng Ninh ra ngoài. Lâm Di Nhân tiện lấy có đưa tiễn Chu Thập Cửu thoát thân luôn. Lúc trở về tới hành lang, nàng nhìn thấy Chu Nguyễn Cảnh, Trần Thị, Chu Nguyễn Quý và Quách Thị không hẹn mà cùng đi tới phòng của Chu Lão Phu Nhân. Trong lúc Chu Lão Phu Nhân gian dậy hai con trai mình, Lâm Di An vị trong phòng mình chờ nghe kết quả sau cùng. Khoảng một canh giờ sau, cửa phòng Chu Lão Phu Nhân mở ra. Chu Nguyễn cảnh tựa như con nhím bị nhổ sạch lông, còn Chu Nguyễn quý thẳng sống lưng như vừa được rửa sạch mọi oan khuất. Trần Thị và Quách Thị nhìn nhau, không ai nói gì. Chẳng qua tin tức nhanh chóng được truyền ra ngoài. Cùng mama kể lại, đồ cổ trong phòng lão phu nhân quả thật mất khá nhiều, nhưng không phải bán sạch cho nhị lão gia mua chim mà là Lâm gì đưa tay cầm chén trà trên bàn lên uống, mà là dùng để mua sính lễ đưa tới nhà chúng ta mắt cùng ma sáng lên, bà lập tức gật đầu. 120 tương sinh tế, chu lão phu nhân mỏi móc đủ đường mới gom được. Khác với nhà Trần Quốc Công, 120 tương sinh lễ này đều là từ vốn riêng của chu lão phu nhân. Nếu không do chu đại lão gia và nhị lão gia ẩm ý, chuyện này đã không bị lộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 145, lợi dụng làm sao bây giờ chẳng lẽ phải trả xính lễ về quận vương phi chỉ vừa gả tới chu gia đã để khó như vậy rồi cùng ma ma cũng không biết bày kế gì cho lâm di hãy để nô tỳ về hỏi lão thái thái nàng đã gả cho người ta không thể cái gì cũng dựa vào tổ mẫu không cần đâu như vậy cũng tốt cùng mà mà không rõ ý lâm di là gì lúc cả nhà được lão thái thái giao cho làm thị tỳ của quân vương phi bà còn vô cùng tự tin nhưng ở bên người quận Vương Phi mấy ngày, ba bỗng thấy mơ hồ. Quận Vương Phi chỉ mới 15 tuổi, song làm việc vô cùng chu đáo, vốn không cần bà nhắc nhở, quận Vương Gia càng khỏi phải nói tới, tính tình ôn hòa nhưng không ai nhìn thấu được. Là bà già, đầu óc bất minh mẫn rồi hay là? Hai vị chủ nhân này quá thông minh vậy, lầm gì bảo cùng mama, mama đi hỏi thăm thân mama xem lão phu nhân đã đem món hồi môn nào đi cầm vậy. Sau đó bỏ tiền nghĩ cách chuộc chúng về Chuộc về Tức là định trả lại Chuyện này Lâm Di cười nói Mama cử làm theo lời ta đi Ta đã gả vào chu gia Đương nhiên không thể trả sinh lễ lại Nhưng mua lại đồ vật thẩm nương yêu thích Có thể giúp thấm nương vui vẻ mà Chiều gì đây nhỉ Cùng Mama suy nghĩ trong khoảnh khắc Bỗng sáng rõ Vẻ ngơ ngác trên mặt lập tức biến mất Quận Vương Phi yên tâm Nô tỉ đi xử lý ngay đây những lời chu thập cửu nói với nàng tối hôm qua nàng đã ngẫm kỹ rồi tiền bạc trong tay tuy không nhiều nhưng không nhiều cũng có cái tốt của nó chu đại thái thái nhìn lâm di sắp xếp quận vương phủ bàn về sự thông minh thì trần thị coi như xuất chúng rồi chẳng qua nói thế nào cũng chỉ là một con nhãi mới 15 tuổi lo trước được sống lại không thể lo sau chu đại thái thái tỏ ra quan tâm sợ Lâm Di gặp khó khăn trong việc quản gia nên cẩn thận lôi kéo Lâm Di nói riêng. Đều là mấy lời cảm thán chu thập cửu mất cha mẹ sớm, những năm qua sống không hề dễ dàng, thuận tiện lỗi ra chuyện chu lão phu nhân đã vất vả nuôi dưỡng cháu trai thế nào, nói đến mức nước mắt nước mũi giàn rùa, rồi thì chu lão thái gia và chu lão phu nhân lớn tuổi rồi, giờ đến phiên vãn bối hiểu thuận. Chu Đại Thái Thái còn lấy chuyện dâu như thị đối xử hết lòng với cha mẹ chồng thì nào ra làm ví dụ, khéo léo biểu đạt lòng hiếu thảo của mình. Quất Hồng đứng nghe mà sốt ruột, liên tục nháy mắt với Linh Lung. Cuối cùng Chu Đại Thái Thái nắm chặt tay Lâm Di, chốt bằng câu, mặc kệ bên ngoài nói ra nói vào thì nào, bọn họ luôn là người một nhà. Những lời này đúng lúc bị Bạch Ma Ma sang phủ đưa ít rau cải muối cho Lâm Di nghe được bạch ma ma trở về liền thuật lại từ đầu chí cuối cho lão thái thái nhánh cả trần gia nghe tiểu tiêu thị đang ở đây nghe vậy thì trao mày nói thế là sao ý chế lâm di chúng ta không hiểu thảo để trưởng tẩu chu đại thái thái phải tới nhắc nhở ư ngay cả tiểu tiêu thị cũng nghe ra thâm ý trong mấy lời này tiểu tiêu thị buồn bã than cái nhà như vậy lâm di có sống nổi không đây trái lại lão thái thái nhánh cả rất tin tưởng cháu gái trước khi gà lục nha đầu đã chuẩn bị tâm lý rồi làm sao có thể bị những chuyện này làm khó chứ bà ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn bạch ma ma hỏi lục tiểu thư có nói gì không bạch ma ma lắc đầu quận vương phi chỉ hỏi han sức khỏe của lão thái thái lão gia và thái thái thôi cũng hỏi thăm nhị gia và bắt tiểu thư thế nào rồi tiểu tiêu thị lắc đầu con bé này bây giờ nhà chồng quan trọng hơn nhớ làm gì mấy chuyện vụn vặt này chứ lão thai thay nhánh cả liếc nhìn tiểu tiêu thị lâm di có bảo bạch ma ma mang vài khúc vài đẹp về tiểu tiêu thị biết con gái nghĩ tới mình thì cười không ngậm được miệng cho nên mấy lời này cũng chỉ là nghĩ một đằng nói một nẻo thôi mọi người còn đang nói chuyện trần doãn viễn vừa hay từ nha môn trở về biết bạch ma ma hôm nay sang phủ khang quận vương thăm lâm di ông nhân tiện cũng nhắc tới khang quận vương hôm nay khang quận vương đến nha môn Tiểu Tiêu Thị rất quan tâm đến đường công danh của con rể, Hoàng thượng có phong cho ngài ấy chức quan gì lớn không? Trần Doãn Viễn lắc nhẹ, tuy khang quận vương lập công lớn, nhưng tuổi tác ngài ấy còn quá nhỏ, dẫu là tôn thất thì vẫn phải có người nâng đỡ mới mong được nhận vị trí tốt hơn. Ông muốn giúp, chẳng qua chuyện này cần nhờ quan võ, ông có cố gắng chạy trọt quan hệ, song cũng chẳng ích lợi được bao nhiêu. Lão thầy thay nhánh cả lần Phật Châu chu gia chọn lúc này làm ẩm ý về chuyện sinh lễ rõ ràng muốn dùng tiền đồ của khang quận vương làm áp lực đối phương có hai mục đích một là để khang quận vương và lục nha đầu biết được căn cơ của khang quận vương còn rất yếu muốn có tương lai thì vẫn phải dựa vào quan hệ của chu lão phu nhân hai là muốn lấy chữ hiểu đè đầu lục nha đầu để về sau dễ nhúng tay vào chuyện của phủ quận vương hơn con cháu có phúc của con cháu lão thay thay nhánh cả từ tốn mở miệng khi nào cần nhà mẹ đẻ giúp đỡ lục nha đầu sẽ lên tiếng con bé không nói gì tức là có thể tự mình đối phó khang quận vương trăm phương nghìn kể lật đổ thành quốc công lại tỉnh toán tỉ mỉ để cưới được lục nha đầu về nhà ngày ấy không đời nào để mặc tiến đồ của mình bị kẻ khác tỉnh toán trần doãn viễn cũng cảm thấy khang quận vương bây giờ là hồng nhân trong mắt thiên tử đường công danh chắc chắn không tệ nên đây không phải vấn đề khiến ông buồn lo, con sợ Khang quận vương phải rời kinh nhậm chức. Quan võ tam phẩm trở lên trong kinh đều giàu kinh nghiệm, gia cảnh càng khỏi phải nói, muốn từ điểm đặt chân hiện giờ trèo cao hơn còn khó hơn cả chuyện phục tước. Tiểu Tiêu thị không hiểu được thâm sâu trong việc này, chỉ nghĩ ngay tới Lâm Di, vậy Lâm Di cũng phải rời kinh ư? Con gái không còn bên người bà đã buồn khổ lắm rồi, bây giờ lại phải rời kinh đi xa tít tắp bà thật sự chẳng dám tưởng tượng lão thay thay nhánh cả thở dài nhìn tiểu tiêu thị khang quận vương có phải rời kinh nhậm chức thì lâm di cũng không thể đi theo bằng không ai quản lý phủ khang quận vương đây tiểu tiêu thị nghe vậy cũng không biết nên mừng hay nên lo thế mới thành thân đã phải tách ra rồi tương lai con cái làm sao bây giờ không phải bà chưa từng nghe nói về tình huống này mới thành thân trượng phu đã bị phái rời kinh cúc về thế nào cũng có tiểu thiếp với thứ tử thư nữ theo sau đuôi, cứ thể chính thể bị ném sang một bên vài chục năm. Tuổi xuân của con gái đầu dùng một chỗ mà chờ hoài được. Tiểu tiêu thị càng nghĩ càng suy diễn đủ loại tình huống. Được rồi, lão thái thái lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của con dâu, chúng ta vẫn chờ nghe tin đã. Dứt lời bà quay sang nhìn Trần Doãn Viễn, con ở ngoài có gặp khang quận vương thì nhớ hỏi thăm một chút làm nhạc phủ quan tâm con gì là chuyện hiển nhiên trần doãn viễn vâng đáp lại lần đầu tiên làm nhạc phủ ông cần thời gian từ từ thích ứng chẳng qua muốn kiên nhẫn chờ tin cũng không hề dễ dàng chỉ mới hai ngày mà đủ loại tin tức đã lần lượt rót vào tai lâm di ngồi theo túi hương đeo bên người mẫu do chu đại thái thái đưa là hình cây lựu cầu con đeo bên hông thì đường con cái sẽ may mắn theo xong hình cây lựu nàng ngừng lên nhìn cũng ma ma, sao ma ma không nói tiếp. Nhà cũ chu gia lại tổ chức tiệc, cùng Lâm Di dự tiệc trở về, cùng ma ma hỏi thăm được không ít tin tức. Lời người nào cũng như người nào, vòng vo tới lui đều là về đường công danh của chu thập cửu. Cùng ma ma nói, đều giống nhau ạ à? về sau đường công danh của quận vương gia nhất định tốt không kể xiết. Mới đầu đều nói vậy, nhưng một hồi sau lại đổi khác ngay cả chuyện chu thập cửu sắp đi biên cương cũng có. Lầm gì mà để lọt tại những lời này, nàng chắc chắn sẽ ngủ không yên, nói không chừng sẽ lập tức muốn chạy tới trước mặt chu lão phu nhân hỏi thăm thực hư. Mà mà đi thêm cát phục tiến cung của ta chuẩn bị thế nào rồi, đừng để có sai sót gì. Hoàng thượng lại có thêm một vị hoàng tử, hoàng hậu nương nương chủ trì lễ tắm ba ngày, mệnh phụ đều phải vào cung chia vui, lâm di cũng nhận được lệnh bài tiến cung. Cùng mama đi xem chuẩn bị cắt phục cho Lâm Di, vừa ra tới sân thì gặp Khang Quận vương. Bà khom người hành lễ, sau đó nhìn Khang Quận vương bước vào phòng mà thầm cầu trời khấn Phật trong lòng. Tình cảm vợ chồng giữa Quận vương gia và Quân vương phi rất thắm thiết, làm ơn đừng để Quận vương gia phải đi biên cương, chia cắt viên Ương mỗi người một nơi. Dùng bữa tối xong, Lâm Di nói cho Chu thập Cửu biết ý định muốn sửa đông phòng bên cạnh thành thư phòng riêng cho mình. Mặc dù hai phòng đông tây ở viện nàng gọi là phòng nhỏ, nhưng tính ra cũng lớn gần bằng phòng chính, thừa sức bỏ mấy đồ dùng sách vừa này nọ. Ban ngày qua đó đọc sách, uống trà, đánh cờ sẽ yên tĩnh và thoải mái hơn ở phòng chính, đặc biệt lúc khách đến cũng có chỗ nói chuyện. Thư phòng của Chu Thập Cửu ở dãy nhà chính đã chiếm hết hai gian rồi, nàng không tiện nhét thêm chỗ cho mình ở đó nữa, vì vậy mới nghĩ tới đông phòng. Đều là chuyện nhà, hoàn toàn không hỏi tới chuyện triều chính. Mà dường như Chu Thập Cửu cũng không định chủ động nhắc tới chính sự với nàng. Chu Thập Cửu không phản đối, cười nói, em cứ sắp xếp theo ý mình. Lúc còn ở Phúc Ninh và phủ nhánh cả Trần Gia, Lâm Di đều có một gian riêng làm thư phòng. Nàng thích ở thư phòng đánh cờ, thi thoảng sẽ kê bàn ngồi gần cửa sổ tường trà, có những lúc lại thả hồn hôi tưởng lại kiếp trước rồi cười khẽ cùng mama bưng trà vào phòng đứng một bên lặng lẽ nhìn quận vương gia và quận vương phi sự hòa hợp ăn ý giữa hai người luôn được thể hiện từ những hoạt động sinh hoạt thường ngày bưng trà uống trà đều mang vẻ thoải mái ánh mắt thản nhiên trong trẻo nhìn hai người sẽ thấy nhẹ nhàng như mây bay trên trời trông rất gần nhưng lại với không tới từ khi quận vương phi gả vào phủ ăn mặc ngủ nghỉ của quận vương gia đều tự tay quận vương phi lo quận vương gia cũng giao toàn bộ quyền quản lý phủ cho quận vương phi. Bạch ma ma lại hỏi thăm, bà cũng nói quận vương gia và quận vương phi tương kính như tân. Chỉ là đôi khi có vài chỗ bất thường bà không diễn tả được, rõ ràng rất hòa hợp, nhưng bầu không khí lại có hơi kỳ quái. Cùng ma ma còn đang nghĩ ngợi thì chu thập cửu đứng dậy đến thư phòng đọc sách, lâm di cũng nhận đó sang đông phòng nhìn qua lâm di cho dựng một bình phong thật to trong thư phòng của mình dự định vẽ tranh bốn mùa xuân hạ thu đông lên đó ngắm bút vẽ và màu nước trên bàn nàng không khỏi ngựa nghề sai quất hồng lấy thêm vài ngọn đèn đặt cạnh bình phong nâng bút về một gốc mai vàng trước gốc hoa mai khá sinh động lâm di để bút xuống định đi xem chu thập cừu đã đọc sách xong chưa xong vừa quay đầu tiền nhìn thấy một đôi giày đen bước tới chu thập cừu nhìn bình phong trước mặt vẽ tranh bốn mi en nàng có thể hiểu rõ ý của anh ta vậy. Sao, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tâm tư nàng, giống như vốn muốn tìm người vẽ, nhưng... Chu thập cửu mim cười, nói nốt nửa về còn tại hộ lâm di, nhưng người tốt đến mấy cũng chưa hẳn sẽ vẽ đúng ý em. Chàng tại cười, hỏi, ta tới điểm vài bông hoa lẻ có được không? Cho dù đoán chúng là tranh bốn mùa, nhưng làm sao anh ta tại biết nàng muốn vẽ hoa tể? phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn